Ok, Chúng ta biết muốn ở những ban và hai đó này tại tôi tận năng rút điểm để cả làm lại Active Directory đại đa tu thuê chế Primary hay năng Secondary Domain Controller. Ok, hay xin đẹp vì tổ thêm này dư năng phương ca làm lại cái đối chế Setup DNS Server nhưng lưu Windows Server vì bọn đọc bộ bốn bình đồng. Ok, chẳng tại tôi chúng mình nâng ca làm lại cái đối chế Setup DNS Server nhưng lưu Windows Server vì bọn đọc bộ bốn đồng. Vì ở miền ấy khó khăn vì server bị bọn đọc môi vậy. Ok, chẳng ta đầm láng dưỡng ai ở đầm láng tam dạ ở Windows Server Manager các bạn. Dưỡng ai thua ca đầm láng tam dạ PowerShell các bạn. Rồi mua cơ dưỡng ai thua ca đầm láng tam dạ Admin Center đã nhóm bàn và hai này đã học bị môn phòng đấy. Để tôi nâng đọc biệt này ca đầm láng cơ đồ chứa Install Rule ấy tam dạ Admin Center. Ok, chẳng đòi lại xin mẹp thay nít cư dư nâng chơ rơ do Windows Server Manager đại miền ở khu nông Windows Server bị bọn bộ môn sạp. Ok, chẳng tại tôn Windows Server bị bọn ở Server Manager đó bị miền ở khu nông Windows Server bị bọn ở bộ môn comment này. Bị bọn ở bộ môn comment được nè vì ở miền ấy khó khăn nhé lại nâng này. Ok, chẳng ở tại tôn lên bộ dưỡng cư dương thuốc ca nằm lãng viết nâng lơ VMware Workstation Pro đọc rằm này. Ok, chúng ta đọc thì ai đầm lãng viên lơ version của bộ chân của bạn này sẽ nhóm nhóm phở version đọc biệt version trả tài. Ok, chúng ở nhóm ban phương ca lọc in cho nó căn server bị bọn đọc bằng bốn mà nhóm đuổi đó lấy. Ok, chúng sẽ mẹp server này cứ bị môn máu nhóm ban tài lãng viên chỉ primary domain controller. Ok, chúng nó không window này nhóm ban tài lãng ca đầm lãng sẽ bị mối tiết nó không window nó tèm đó cứ Windows cứ sử dụng bỏ DNS server này. Ok, chứ còn ở khách PU dừng chập đàm thuộc cả nằm lãng đoàn đi. Ok, chứ nè, ok, chụp nó lừa lại start đi hay dừng cho server này chơi đi mất. Ok, chứ nè, ok, nâng khơi nhập tiền dashboard rồi bỏ server manager lại nhé. Ok, chứ nè, nâng ca nằm lãng sử dụng rưu môi cơ rũ nên ok, ai thuộc ca nằm lãng tam dạ. Click lại add rule and feature này các bạn đừng quên nên ok chụp lại như này đi hay dừng dọc bị ta add rule and feature các bạn này đôi khi này lại biến được xem đấy cho nhung dọn này đôi khi thế. Ok, toàn tiếp nhung click next next. Ok, chân lại như viên nâng bà hành tại tôi chung mơ rule chân nên ok này ai thuộc cả đầm lãng rule mùi nát đây nên ok này kết thai vô vì một bà bà. Ok, chân xem bị tốt cái này cứ dừng tại tôi chung mơ nâng cả đầm lãng DNS server chân nên ok click lại DNS server nâng máu. Tổng tiết này ông click add feature click next. Ok, chúng muốn nâng thua ca nằm láng nhưng mà nhóm minimize tí. Ok, tổng tiết nhóm hai nhà ông đi sẵn nó muốn nâng thua ca nằm láng chứ nhóm mơ cái lại nhiệm cái lại thu lý vì ở toàn biến sử dụng bỏ đi nè mà thay dương ở toàn mang nằm láng vì nè. Ok, chứ nhóm còn là số này ông đi thay dương ở toàn mang nằm láng vì ở toàn biến thì ở toàn biến nằm láng như nằm miền lại nắng hết nè. Ok, lấy nhóm skip với nhóm cho mà căn lại server manager add rule như vậy nhé. Ok, tổng tiết những chỗ click next hay next tổng tiết nhóm tạo vì restart bởi sân vì require restart tổng tiết ở nhóm click install. Ok, chân cái lại nhé ở đặt đọc lên phút ca rộng trăm viên tích tới viên đang chọc đoàn phút ca làm lại feature robot DNS nâng. Ok, chân không nâng viên đang phút ca làm lại DNS server 2 của đội chim management 2 sẽ ở dân thua cả cục cổng DNS server này. Ok, chân lại nhé, vì thuộc ca làm lại.
chọc ấy chân này nó này khơi là nhé nữa. Ok nhầm click close và tâm biết ở dương ai thuộc cả đi sân môi tới nè đồng bài ở vị thầy phải nè nó không đi khơi là như viên miền biển thật điện em mà tay nó không thức cả đi sân môi tới nhưng thuộc cả đi sân môi ok ok chân ở bộ tộc bị thuộc cả đi sân chân dưới này tổ bàn sử dụng mối đại mình chúng ta đi nè ok chẳng tại tôn đi nè nó cứ việc mình sẽ là thân mình tên ok chẳng những ai bắt cao đi nè sơ bởi bởi dưỡng rồi có những ai bắt cao tại tôn cho mỗi nâng xin em cái đồ chìa a record ấy nó không đi nè sơ bởi nâng ok chẳng tại tôn cho mỗi nâng ca configuration tại tôn cho mỗi a record có xin em record nhưng nó bà hai nhận ọc nơi với tôi một tổ một tiết ok chẳng đợi lại sẽ nhận cái này dưới còn thở và hai cái đồ chìa nãy nó nhận ọc nơi tại tôn chúng nó ca thật lại nghe chẳng sẽ tôn chúng nó ca configuration cái đồ chìa ca tại cái đồng điện này server nó nguyên feature ấy là đại diện ai thứ ba chẳng nữa ok chẳng nhưng nó bà hai nhận ọc nơi với tôi một tổ một tiết ok chẳng ở dưỡng thu ca rộng trăm viên tích ok là những thứ cái rộng trăm nguyên tích sân ok chẳng ở đây đọc này cũng biết thức chui subscribe và lưu cho này bao nhiêu phóng làm bây để đọc này tụi bạn nào video thật mấy nè bây giờ nhóm học video thật mấy đúng mới có để đọc này chui comment để lưu video nó nhóm và xin gì để đọc này kết thả để đọc này chọn improve đúng mới còn enhancement lưu video bao nhóm trên này chui comment bỏ ok nơi lơ video mỗi nè rồi mỗi cò comment lơ channel tăng mỗi đêm đó các bạn này ok ok là ở restart rồi lấy em thuộc ca lọc em chỗ ok là em đã lại nhấp full screen tới ok ok chẳng ngờ bắt đầu bị dương lọc em chỗ sau khi bạn làm muốn bỏ dưỡng viên đường auto start up tại tôi chúng mình đang sử dụng manager này ok chẳng nên đó thì anh thực ra bật start up của bạn có bật sân trên này không khi ở trong hồi load và auto tích để ông đi chỗ lại server manager này cái lại mấy cái lại server manager chụp để server manager pro thì đấy là ông thích lại download start server manager auto tích đó nhìn là nhắn đó hay chuyển chỗ thu được khơi điện này là nhỉ ok chẳng nên ông đi khơi tiền điện em manager này chẳng lại đi dừng ai thua ca configuration để tôn cho mỗi lần add zone hay nâng reverse zone ấy nâng á nâng nâng ok forward the zone ấy nó không nâng tựa reverse zone này không nâng ok chẳng sử dụng thằng này đi cứ dương khoản là tựa là tựa tôn chung mình đi nè server sử dụng tựa khỏi coi tiết dương nâng và hai nâng ọc nít tựa tôn chung mình nâng ca configuration nâng lượng đi nè manager này ok chẳng ca tựa là một dương cứ chụp cho giấy ok chẳng sử dụng bị tựa thằng này cứ nhung xung một chọc trong nâng ok, complete chui like, comment, cái đồ chìa subscribe lên channel của nhóm phố. Đồng bây giờ đó, cái tụ bàn là video thamay. Ok, chào xong một con chào.